á, em chạy thẳng qua cho chị giờ một chút, tại vì mình không có vô được những khu nhà triệu đô á. Ừ, nó triệu đô cho nó triệu đô nội vô cái khu không mình thấy. Nhưng mà nó làm triệu đô nhưng mà vẫn không có người đứng canh là dở. Nó chỉ là có cái... em mới ở trên cái khu bạn chị Phương là ấy đó, nhưng mà nó có cái, nó có người đứng canh mới là ngầu. Ú chị ơi, đây nào phải không, nó em vô. Cho chị vô luôn, chạy theo, chạy theo. Chạy theo người ta đó mà. Chạy theo luôn mà. Yes. Rồi cho chị vô luôn, rồi quay chưa? Chị muốn đổi cái phone qua phía đây không? Rồi. Chị để mấy cái đầu tàu, tàu đạp á. Đúng rồi. Có bến tàu á. Giống nước Ý. Thuộc thành phố nào em? Cây điện. Sao mà giờ nó kêu bán cũng nhiều quá. Nhiều quá. Ở đây khu này không mà đến gần 5-6 căn nữa. Thuế mắc quá mà. Từ từ đó đẹp quá, cỏ dừa giống như
mẹ nó để cái bộ xương ngay cửa sổ dòm ra hết cả hồn. Nhà lớn trời ơi coi nhà. Nhà ngói không, ở đây toàn nhà ngói. Cái ngói này là cái loại mà lâu năm chị ba bốn chục năm. Ở đây là mỗi một nhà một phong cách ha. Nhưng mỗi nhà mỗi kiểu không có giống nhau đó. Mỗi nhà nó đỡ chán cậu này. Cho dù ban đêm về xỉn không biết nhà mình là nhà nào. Trời ơi coi kìa. Mỗi nhìn mấy cái kiểu nhà này. Nhà cô chị Phương. Nhà chị Phương chị xỉn là về là không biết căn hộ căn mình nữa. Bên trong nó thiết kế quá đẹp luôn. Có nghĩa là cửa kính luôn, nó không để tường gì hết, kính luôn, nó để bộ sofa ngay đó, nhìn ra bờ hồ vậy đó. Thôi mỏi quá. Ăn mỗi căn mỗi kiểu. Mỗi căn mỗi kiểu. Bên trái luôn quá. Ừ, em mua đất mà nó mua có đất thêm người là chị cho nhà. Ừ, đúng rồi, nó tự không chắc. Đúng rồi. Ồ, mẹ. Cái này mỗi căn đều ngay cái hồ không như không. Như bên đây không có hồ em, bên đây nếu đất sẽ kẹt. Ồ, con nè. Mà mỗi hồ cứ đi xuống thiền có chiếc xe đó chiều lấy ra chạy vòng vòng cái hồ. Mình mua cái xe đạp á, cái loại bằng đạp con vịt á. Rồi chị ngồi đạp rồi xong tập thể dục luôn. Nhìn ở đằng sau của tụi nó quá đẹp luôn. Chị xe có xe sau lưng em. Để em đậu cái đạp vịt về hai đứa đạp. Lại xe nó phải. Để em chạy tới cái nhà nó để một xe của mình. Nhiều căn bán quá ha. Nghĩa là cứ chỉ có tiền người vô đi ở thôi chứ đặc biệt gì đâu. Nhiều quá nhiều căn bán mà tưởng không ai bán mình mấy. Cho nó qua đi em. Thì em vô chiếc nhà nó có sale nè. Cái hồ này không cần đi bộ tại vì mình có thể sinh hoạt. Chỉ có cái băng kìa. Băng nó chỉ dần dần ngồi đó thích hơn ngồi trước cái tivi. Đúng rồi. Qua cái nhà xong từ sáng tới tối cứ ngồi đó tới buồn ngủ đi vô. Ngủ thức gì lại ra ngồi đó. Ngồi ngoài ngủ luôn đi gió quá mát. Trời đi coi không mình cũng đã không mất mình đó. Cắm cái răng slow kìa lắm. Lắm về. Cái thằng đó nhìn giống bồ bào quá. Lắm về để chữ slow của mình. Để người ta để chữ slow. Miss bồ bào. Tụ cây nó quay cái ổ điện lại. Cứ nó giống như friendly. Không phải cái gì. Cho gia đình á. Family friendly. Ngoài hết rồi á. Qua khu bên đây. Đúng rồi. Đi hết khu rồi chị. Đi hai bên. Đó, chậm đó. Chiếc tim kìa. Xanh này bánh đỏ như chiếc cũng được nha. Xong cái xe ngồi trong đây. Xe nó giấu ra để ngoài cho anh cướp mất hả? Nhưng mà mấy cái nhà này cũng nguy hiểm á, nhất là có con nhỏ đó. Có thể tụt xuống, phải gào lại. Bây giờ lại nhìn vẫn đẹp. Thì giữa lúc mua cái miếng lót bên đây chắc nó sẽ hơn bên đây cả trăm ngàn. Đúng rồi. Tại miếng lót bên đây không có. Cái bên này đằng sau nó cũng có mà. Có không? Có. Cái
nào cũng có hết anh ơi. Đâu có, ở sao là có. Ở sao, ở sao là cái golf course. Con kênh, con mương gì không? Không, không, ở sao là cái golf course. Vậy có sale nè. Golf course, đúng rồi, golf course. Ở sao là chỗ golf là sân cỏ. Nhưng mà nó cũng cỏ mát mắt đi mồ. Buôn này bán chắc 800 ngàn. Ờ, nhiều quá ha. Nhiều á. Ở trong đây chỉ có khoảng 50 căn nhà mà nó bán hết gần. Chắc nó để phải mấy năm á. Ừ, trong đây khó bán. Mình mua căn này là vừa. Vì sao? Vì đóng cái đất ăn hồi chán nó dọn. Thấy mẹ với con chạy bộ không? See that? They live different here. Tại vì bên trong là an toàn. Còn ở dưới Bel Air là mẹ với con đi cướp nhau. Dí nhau chạy. Ở dưới Bel Air cũng chạy bộ nhưng mà nó chạy cảnh sát gượng nó mới chạy. Còn ở trên đây là người ta chạy hưởng thụ. Khác biệt nhiều lắm chịu không? Cũng là chạy. Cũng là chạy nhưng mà có nguyên nhân khác. Trời, bà mẹ mới ngủ hả? Tội nghiệp không? Ở già, hóa ra bà ngủ. Hả? Mẹ mệt hả mẹ? Tội nghiệp không? Cái chuối. Việt Nam mẹ không có mệt đâu, nó nói này chú Kiển ha, chú Kiển em nhìn chứ không có mệt gì đâu. Để mình chờ chiếc xe nó qua rồi hết video luôn rồi, cũng hết rồi. Đúng rồi. Giờ chạy theo. Giờ là đi ra. Nó để chữ front nhưng mà không phải lần trước. Chị hiểu lầm rồi. Waterfront có nghĩa là sau nhà có cái hồ. Có cái lake. Là kêu là waterfront. Hay là lakefront. Miễn là có nước là sao. Cổng này cũng hai cổng lên nha. Này còn đứng ở giữa là đi thôi. Ở bên kia nữa. Bên kia mình qua không được. Đó, cái thằng này về nè, qua không? Nó vô đó đó. Muộn rồi. Muộn rồi, anh ra đây giờ xe nó đang lên giờ sao anh vô? Một chút luôn. Đẹp quá. Đẹp. Ít ra lên được tiên nhĩ chứ cảm giác dòng